Không biết có nhà bạn nào giống nhà mình không? Cứ vài ba tháng là cái trần nhà đầy mạng nhện, bụi thì đóng cục cục trên trần, nhìn rất là dơ. Mà khổ cái là trần nhà khá là cao, mỗi lần muốn quét dọn leo trèo rất là cực mà lại không được sạch nữa. Đặc biệt là mấy con nhện này nè, làm mà không kỹ thì chừng một tháng thôi, nó lại đẻ ra, văng tơ đầy luôn. Chính vì vậy mà hôm nay mới nghĩ ra một cái ý tưởng, đó là dùng cái máy hút bụi, nối thêm cái ống nhựa dài để hút cho tiện. Máy hút bụi thì mình chọn cái này, nhìn bự vậy thôi nhưng giá cũng rất mềm. Sở dĩ mình chọn cái máy này mà không chọn những cái loại máy cầm tay cho nhỏ gọn là vì công suất của nó rất mạnh, lên đến 1600W, túi đựng bụi cũng lớn, lên đến 1.4L luôn. Rất là phù hợp để hút mạng nhện và bụi ở trên trần nhà cao như thế này. Ngoài ra nó cũng là hàng chính hãng của Panasonic. Mà Panasonic thì các bạn cũng biết rồi ha, rất uy tín về chất lượng. Để nối dài cái vòi của máy hút bụi thì mình dùng một cái ống nhựa PVC nguyên cây dài 4m, đường kính 27 ly, nhằm tăng lực hút. Ngoài ra để hút được bụi trên cái bậc này, mình đã sử dụng thêm một cái co nối ống nữa ha. Tổng chi phí cho một cái ống PVC 4m và một cái co nối này là 30k. Giờ thì mình sẽ gắn cái ống PVC này vào máy hút bụi. Chúng ta sẽ hút mạng nhện trước. Như các bạn có thể thấy, lực hút rất là mạnh, hút cả dòng họ nhà cửa con nhện trong một nốt nhạc luôn ha. Sau khi giải quyết xong mạng nhện ở trên trần thì mình sẽ gắn cái co nối ống này vào. Chúng ta sẽ hút bụi trên cái bậc này. Hút tới đâu sạch tới đó, hiệu quả lắm nha các bạn. Vậy là xong khoảng đâu đó 30 phút, mình đã dọn sạch sẽ cái trần nhà này. Rất là nhanh mà sạch hơn rất nhiều so với khi dùng cái chổi quét như trước. Còn đây là thành quả. Rất là nhiều bụi, tơ mạng nhện bị đóng cục luôn nha các bạn. Cái túi này chúng ta có thể giặt sạch, phơi khô rồi gắn lại vào máy để dùng tiếp. Mình sẽ có một cái video riêng để review về cái máy hút bụi này. Mời các bạn có xem ha.